Bộ Y tế vừa công bố ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ngoài cộng đồng, thì khoảng 2 giờ sau, Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang một trường gà đang hoạt động với hơn chục thanh niên tham gia. Ngày 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang bàn giao 14 đối tượng đánh bạc cùng tang vật cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành và Công an xã Thạnh Phú tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và đá gà qua mạng ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Văn Sáu, 61 tuổi, ấp Bờ Xe, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Tụ điểm cờ bạc trên do đối tượng Trường Văn Hải, 33 tuổi, ngụ ở xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đứng ra tổ chức. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được tang vật gồm 25 xe máy, 11 con gà, một laptop, 50 cuộn băng keo, gần 60 triệu đồng cùng một số tang vật khác để phục vụ cho việc đá gà. Theo Công an tỉnh Tiền Giang, các đối tượng bị bắt là do hành vi tụ tập cờ bạc đáng lên án. Vì trước đó 2 giờ, Bộ Y tế đã công bố tỉnh Tiền Giang có ca COVID dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Đó là bệnh nhân nam 8430, 20 tuổi, ngụ ấp Quý Thành, xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy. Công an huyện Châu Thành khẳng định sẽ có chế tài xử lý nghiêm khắc để đủ sức răn đe các đối tượng này.